À, rồi tôi biết rồi, xong giờ tôi tới liền mà. Ủa anh Hoàng. Mỹ Vân. Em vẫn khỏe hả? Dạ em khỏe, anh khỏe không? Anh vẫn khỏe. À, thật không ngờ là có một ngày em lại được gặp em ở đây chứ. Mới đó mà đã 5 năm rồi ha. Nhìn anh khác quá. Bây giờ nè, anh xin lỗi em. Anh có biết là cái ngày mà em tiễn anh ra sân bay á, cái ngày mà anh đi định cư với gia đình của anh á, lúc đó anh nói với em gì anh còn nhớ không? Anh còn nhớ chứ. Anh nói với em là em hãy giữ gìn sức khỏe, chờ ngày anh trở về với em. Thời gian đi nhanh quá. Anh xin lỗi em. Em biết không, khi anh sang đây anh phải bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi thứ bằng con số 0 từ hai bàn tay trắng của anh. Anh làm hết tất cả để mong có một ngày. Nhưng bẵng đi một thời gian, anh không liên lạc được với em. Rồi sao tự nhiên hôm nay em lại... Em lấy chồng rồi. Em nói sao? Em lấy chồng rồi, em có con rồi. Người chồng đó đã làm giấy tờ bảo lãnh em qua đây nè. Được 2 năm rồi. Em vẫn luôn chờ đợi anh. Em vẫn mong một ngày nào đó anh quay về với em. Nhưng mà em chờ trong vô vọng. Xong rồi ba mẹ em thì bắt ép em phải lấy người đàn ông mà em chưa bao giờ thương hết á. Em không có tình yêu. Em à, anh xin lỗi em. Anh không biết là bao nhiêu năm qua phải chịu đựng khổ sở đến như vậy. Nhưng mà em nè, thật là may mắn khi em sang đây được rồi. Bao nhiêu năm nay anh làm được tất cả, quên ngày quên đêm, đôi khi anh quên mất bản thân mình luôn. Cũng để mong một ngày anh được bên cạnh em. Còn bây giờ em sang đây được rồi, hãy cho anh có thêm cơ hội để bù đắp lại tất cả những lỗi lầm anh đã gây ra cho em, có được không? Để cho anh được bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em và con của em nữa, được không em? Mỗi buổi chiều về, tôi ngồi đây với một nỗi buồn vời vợi. Tôi đang cần một ai đó để chia sẻ, nhưng nơi đây giữa bộn bề của cuộc sống, tôi lại có một mình. Mọi thứ đối với tôi đều xa lạ. Tôi không biết phải giải bày cùng ai. Chỉ biết trong lúc này, tôi đang rất nhớ anh. Để tôi có thể ngồi đây và viết lên một câu chuyện, đó là chuyện tình yêu.
Hoàng Anh và Thắm Bibi xin gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả của chương trình Chuyện tình yêu. Thắm khỏe không? Khỏe, nhưng mà tại vì bị mất ngủ thôi. Tại sao lại mất ngủ? Thì bây giờ chuyện người ta thì mình nói hay lắm, chuyện của mình dễ ngủ được. Ai giờ tưởng đâu là nhận được nhiều thư của khán giả quá, đọc rồi suy nghĩ nhiều quá không ngủ được. Ai giờ đâu, nó đùa như vậy thôi đúng không? Chuyện của mình á, chuyện của mình không, chuyện của em. Em nói là chuyện của em chứ không phải là chuyện của... Không, thì nói chuyện của em. Chuyện mình giải quyết không được, mình đi giải quyết chuyện người ta. Thì đúng, nhưng mà tại vì cái chuyện của người ta mình rất là sáng, nhưng mà chuyện của mình nó tối thui à. Ờ đúng rồi, bình thường là như vậy. Ờ, bình thường. Còn anh đây cũng vậy mà, nhà rối rắm lắm luôn á, mà đi phân tích chuyện của người ta. Ủa vậy hả? Nói đùa, nói đùa chứ có gì khán giả cho vui thôi. À, chứ những ngày qua thì Hoàng Anh với Thắm nhận được rất là nhiều thư, rất là nhiều tâm tình của các bạn khán giả. Hôm nay thì Hoàng Anh và Thắm sẽ lựa ra những cái chuyện nào mà mình cảm thấy là mình nên chia sẻ với mọi người. Có một cái thư rất là đặc biệt luôn á. Thư gì? Cái thư này có thể là em đọc chắc là em sẽ khóc luôn. Tại vì rất là thương, rất là tội nghiệp cái bạn này. Em có lựa ra một cái thư của cái bạn này. Bạn này thì bạn tên Mỹ Vân á. À bạn Mỹ Vân có, đó hả? Dạ có, em có gửi qua cho anh rồi đó. Trời. Thì anh có thể đọc cho quý vị khán giả nghe một nửa đi, rồi em sẽ tiếp bước theo. Rồi, qua xin phép đọc nha. Chào chương trình Chuyện tình yêu. Em tên là Mỹ Vân. Năm nay em 25 tuổi. Em và chồng em qua Mỹ được 2 năm. Em có một con. Năm em 18 tuổi, em có quen một bạn học cùng lớp. Tụi em rất yêu nhau. Ở cái tuổi bồng bột và thích khám phá ấy, trong buổi họp cuối của ngày ra trường, em đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Anh hứa là khi học xong đại học hai đứa sẽ cưới nhau. Sau đó gia đình ảnh phải định cư ở Mỹ. Ngày anh đi, em có ra sân bay tiễn anh. Anh nói hãy chờ anh vài năm nữa, anh sẽ về cưới em qua. Em đã chờ 5 năm, anh vẫn không về. Anh nói công việc của anh chưa cho phép anh về được. Vậy là gia đình em cứ hối thúc em lấy chồng. Và qua may mối em cũng gặp người chồng hiện tại. Chồng em thì rất là cổ hủ và phong kiến luôn. Đêm tân hôn ảnh biết em không còn là con gái, ảnh đã chửi bới, đánh đập em. Thời gian qua em làm vợ của ảnh, không một ngày nào em được hạnh phúc. Vì ảnh cứ đem chuyện cũ ra nói hoài à. Dịp tình cờ em đã gặp bạn trai cũ của em ở Mỹ. Em có kể lại sự tình thì ảnh nói là hãy bỏ hết đi theo ảnh, vì bây giờ ảnh có thể lo cho em và con của em. Và giờ em phải làm sao? Xin chương trình cho em lời khuyên. Theo Thắm về tâm lý của người phụ nữ, người con gái thì Thắm thấy cô Mỹ Vân này sẽ như thế nào hả Thắm hả? Cái khía cạnh của người con gái á, thì Vân ơi, chị rất là hiểu về cái vấn đề này. Tại vì ở Việt Nam á, người ta nói là cái ngàn vàng á, mà ở bên Mỹ thấy cái đó là triệu đô á. Triệu đô á, xâm tham đó mà gặp chúng đại gia là 10 triệu á. Chứ không phải là ngàn vàng nữa đâu, ngàn vàng là hồi xưa. Ok. Bạn này nói, Vân nói là khi 18 tuổi mà Vân đã gặp cái bạn trai đó mà có tình cảm yêu thương nhau, mà bạn với bạn trai đã dạy á, thì chuyện đó thì Thắm nghĩ thời buổi này thì nó cũng rất là bình thường, chứ nó cũng không phải là quá như là hồi xưa, đúng không? Thì khi mà mình yêu thì mình sẽ hết lòng cho tình yêu của mình thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có một cái như thế này nè. Cái tâm lý của người phụ nữ, cái người đàn bà này á, thì em nghĩ là đúng, nhưng mà cái bạn nam này là do cái lý do mà bạn nam đi qua Mỹ, là chắc có thể là sự nghiệp chưa ổn định hoặc giấy tờ chưa có tới nơi tới chốn hay như thế nào á, nên là bạn chưa có thể nào là bạn liên lạc được với bạn gái này. Nhưng mà cái bạn gái này ở Việt Nam á, 5 năm là không có phải, so với cái đàn ông 5 năm thì nó không dài. Nhưng mà cái người phụ nữ 5 năm là hết tuổi thanh xuân của người ta đó. Thì nên là cái bạn này, cái tâm lý của bạn này vừa bị thúc ép giữa cái gia đình nữa. Đúng nên rồi. Là bạn này phải đi lấy chồng thôi.
đi lấy chồng mà nhưng mà cái người không có, lấy người không có thương đúng không? Không có thương, lấy người không có thương nên nó mới dẫn đến cớ sự như thế này đó. Thì em nghĩ là cái bạn gái này á sống rất là đúng với thuần phong mỹ tục của cái người Việt Nam mình luôn á, thương nè, hết mình nè, chờ đợi nè, vì cha vì mẹ nè. Thì bạn gái này là không có gì để nói mà chịu đựng chồng nữa, chịu đựng cái người chồng Kiểu như mà định gia ở đây trưởng nè. đánh đập Dạ hành dạ hạ đúng phải rồi, không? đúng rồi. Còn khía cạnh của người đàn ông, cái người bạn trai của cái cô Mỹ Vân này nè, theo như Hoàng Anh thì Hoàng Anh phân tích cái bạn này như thế nào? Thực ra thì trong cái thư bạn Mỹ Vân này cũng không có chia sẻ rõ về cái người đàn ông và cái người bạn trai đầu tiên của mình là như thế nào. Và anh cũng không biết được rằng Mà lý do tại sao ảnh ảnh là theo theo như anh nghĩ là lý do tại sao ảnh ảnh đi qua Mỹ mà ảnh lại là không có về được Việt Nam để gặp cô này hoặc liên lạc. Biết có không? thể là Có thể em. ngay có thể là 1-2 năm đầu ảnh mới qua, ảnh phải bắt đầu lại từ đầu và bằng bằng thành lập cái sự nghiệp ha. Và anh nói là khi nào mà ảnh có kinh tế hay là sự nghiệp vững chãi thì trở về Việt Nam cưới một cô này và mang cô này sang đây. Thì mình cũng không có rõ được là có phải là anh đang rất rất là cố gắng hay là không, hay là có thể là anh ở bên này anh cũng đã có vợ hoặc là anh đang giấu cô đó, cũng có thể chứ, làm sao mà không thể được phải không. Rồi sau này gặp lại, sau này gặp lại, thật ra thì không biết là hai người gặp lại là lần đầu tiên hay là nhiều lần hay là bao nhiêu lần và nói chuyện với nhau bao nhiêu lần, mà trong cái tình huống của cái lá thư của cô Mỹ Vân này thì lần đầu tiên thôi mà cô này kể về hoàn cảnh mà anh ta đưa ra cái đề nghị là hãy bỏ hết tất cả, bỏ hết tất cả và để bắt đầu tiếp tục lại với anh đúng không? Em nghĩ là cái anh này còn thương cái cô này, nhưng mà trong cái khoảng thời gian 5 năm là do ảnh, những cái công việc của ảnh bên đây ảnh không có sắp xếp được, ảnh chưa có sắp xếp được thì ảnh mới là bị không có về Việt Nam được đấy. Nhưng mà cái cô này khi mà cổ đang đắn đo giữa bây giờ chờ mà chờ trong vô vọng thì chờ cho đến khi nào, đã 5 Không năm biết khi rồi nào. không biết khi nào. Ví dụ như bây giờ cho anh cái thời gian, anh cho chị này cái thời gian 5 năm hay là 3 năm hay là 2 năm anh về anh cưới em hay là gì, thì cổ cũng có cái mục đích để chờ. Còn cái này là bây giờ chờ trong vô vọng mà không biết đến khi nào luôn. Đúng. Đúng. Rồi một bên thì lại là bị cha mẹ hối thúc cái vấn đề là bây giờ con gái lớn rồi thì mình phải lấy chồng. Đó, vì chữ hiếu nè. Cái này là vì chữ hiếu nè, vì thương cha thương mẹ mà quên cả bản thân mình nè. Cái cô này là rất là giống em luôn á, có Em luôn, cũng vậy luôn đó hả? có Không, có không luôn. vậy đó hả? Giống em lắm luôn á. Vậy bây giờ có gặp lại người yêu cũ hồi học sinh không? Không, em nói Không giống hả? là cái chịu đựng. Chịu đựng hả? Chịu đựng hả? Không. Anh toàn là anh muốn đốt nhà em không à, nhà em nó chuẩn bị cháy rồi, chỉ có cần mồi lửa nữa thôi là nó bùng lên, có Vậy biết á hả? vậy. Bữa nào sắm cây xăng kế bên nhà cho nó dễ cháy thêm. Trời ơi, giống quỷ ghê không? Họ nói quay lại câu chuyện đi Thắm. Thực ra cái cô này đáng Ok. thương chứ ha. Rất là đáng Thật rất là đáng thương, bởi vì thương, em tại nói vì là giống em mà. tuổi thanh xuân của mình dành hết thời gian để chờ đợi một cái người mà không có một cái sự chắc chắn, không có một sự hy vọng, Dạ dạ rồi dạ. để thực hiện tròn chữ hiếu với cha mẹ mà lại không thấy không có hạnh phúc, gặp lại trở lại người yêu cũ, lại đưa ra một cái sự lựa chọn, một cái sự quyết định nữa. Thế, quả anh thấy là cuộc số sống của cái cô này hình như là không có cái niềm vui, Không có niềm vui luôn á, đúng đúng rồi. không? Đúng không? Không có niềm vui luôn. Mà cái người em đang muốn nói về cái người chồng hiện tại nữa nè. Trời ơi, thời này là thời gì rồi? Thời này là thời gì rồi? Chưa chắc là anh ta đến với cô này là anh ta chưa bao giờ có cái gì với những người khác, với những người con gái khác đâu, đúng không? Thì đàn ông ích kỷ là cái chuyện đó. No, em không chịu. Em muốn cái gì nó công bằng hả? Đúng rồi, em lúc nào em cũng muốn công bằng thôi, mà nhất là sống bên đất Mỹ này nữa. Thì Thì tại sao em đang nói với cái anh chồng á, em đang nói với cái anh chồng nè, không có nên như vậy. Ok. đó là bạn thấy là đó là cái bản chất của một người đàn ông. Gặp em là em bẻ liền.
Thì em khác, cô Mỹ Vân này khác em ơi. Bây giờ theo thấm thì bây giờ như này nè, cái bên bên Mỹ đây á, bên Mỹ đây nếu như mà gặp cái trường hợp này nè, em muốn nói thêm về cái vấn đề là nếu trường hợp mà mình bị bạo hành về gia đình. Bạo hành đây, đánh đập là một chuyện khác nha, còn mà bạo hành về 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 cái tinh thần nữa. Ồ vậy hả? Dạ, Vậy hả? đúng rồi. Không có phải là anh đánh người ta mà là anh bị tội, mà anh bạo hành về cái tinh thần của người khác là anh cũng bị tội luôn. Bạo bạo hành về tinh thần là như thế nào? Bạo hành về tinh thần nó là giống như anh làm cho người ta đau khổ nè, giống như anh dằn vặt người ta, anh đay nhiếc người ta. Anh không có phải là anh dùng tay, dùng chân anh đánh đập hay là gì, mà anh làm cho cái tinh thần người ta nó đi Kiểu xuống như suốt luôn. ngày cái chì chiết đay Dạ nghiến đúng nói rồi, tới nói đúng rồi. lui rồi đó hả? Mà cái đó em có thể liên lạc với bên sở xã hội. Sở xã hội ở Mỹ đây người ta sẽ giải quyết cho em vấn đề đó, về tất cả những vấn đề liên quan đến gia đình. Còn nếu như em không biết thì em có thể liên lạc ở địa chỉ email chạy phía dưới của chương trình và cái số phone, thì chị có thể tư vấn được cho em những cái mà em có thể làm ngay bây giờ. Tại vì nếu mà mình sống trong một cái gia đình mà lúc nào mình cũng bị đàn áp về tinh thần như vậy thì cái đó không phải là cách. Cái đó thực sự nó không phải là cách. Dạ. Thì theo như bây giờ thì Hoàng Anh nên khuyên cái bạn gái này như thế nào? Tại vì bây giờ em theo như em thấy cái phần phía cuối cùng nè, cái phần cuối cùng mà cái anh người yêu cũ muốn cái cô này bỏ hết tất cả để đi theo anh ta. Để đi theo anh ta, mà bây giờ cái mấu chốt là cô ta như thế nào? Theo anh thấy thì bây giờ Mỹ Vân này nè nên tự hỏi con tim của mình xem hiện tại bây giờ mình còn yêu cái người anh ta hay không, Yêu cái cái người người cũ á, cái cái người cũ người bạn trai cũ á. đúng là trong lòng mình đang đang muốn cái gì, đang đang như thế nào. Và thật sự bản thân nếu như mà đặt trường hợp anh vô Mỹ Vân thì anh cũng chẳng muốn sống với lại một cái gia đình mà suốt ngày cứ thứ nhất là đàn áp về Môi chuyện thể xác cũ. và tinh thần cả hai nữa đó. Dạ. Và nếu như mà tự hỏi con tim của mình trả lời rằng là mình vẫn còn yêu cái người cũ Yeah. thì lúc đó mình, nhưng mà trước khi đến với cái người cũ thì mình nên Giải quyết giải ổn quyết xong thỏa. với cái người chồng hiện tại, Dạ. nhưng mà cái quan trọng mình phải nghĩ cho con cái nữa, bởi vì mình vẫn còn đang có con đó đúng không Thấm? Đó, Dạ dạ dạ. theo Hoàng Anh thì Hoàng thấy là như vậy. Em nghĩ là mình trong cái cuộc sống á, mình chỉ sống có một đời thôi. Một đời thứ hai. Thì bây giờ mình làm cái gì mình cảm thấy vui, mình làm cái gì mình cảm thấy happy bây giờ thì mình làm. Chứ bây giờ mà cứ tối ngày mà cứ bị đàn áp tinh thần như vậy là chết đó, chứ không có phải là chuyện đơn giản đâu nha. Mà ví dụ như vợ chồng mà bên đây gây lộn, nó ảnh hưởng tới con cái ghê gớm lắm. Con cái nó lớn lên từng ngày nè, nó sẽ thấy những cái chuyện mà nó xảy ra không có hay giữa bố mẹ đó, nó sẽ ảnh hưởng tâm lý đến suốt cái cuộc đời của nó luôn Vậy đó hả? á. Đó, cho nên là cái điều quan trọng là bây giờ lại nghĩ tới con nữa. Cái tuổi thanh xuân nghĩ tới người yêu vô vọng, sau Từ đó bây giờ là là nghĩ như tới cha con mẹ, nữa, giờ trời nghĩ ơi, tới suốt cái cuộc con đời nữa. của cô này thiệt thương, thiệt là thương luôn á. Rất Thôi là thì tội Mỹ nghiệp. Vân em hãy cố gắng lên, em hãy làm cái gì đó mà bản thân em nghĩ là em nên làm cái gì, em sẽ làm gì và em phải làm gì bây giờ ở đây. Đó. Thì thật ra bây giờ nếu mà anh chị khuyên Mỹ Vân, khuyên là khuyên như thế nào đúng không? Chẳng lẽ mình xui người này, mình xúi người kia, mình cũng đâu có nên khuyên người ta như vậy. Yeah. Trước mắt là Mỹ Vân hãy hỏi, tự hỏi trong lòng mình, con tim mình Còn thương đó. cái người bạn trai cũ hay không? Còn thương người bạn trai cũ hay không? Và cái người chồng này liệu có để cho em ra đi dễ dàng hay không? Đấy, cái đó là một cái câu chuyện nữa. Tại vì nhiều khi á, cái người đàn ông mà người ta cổ hủ, mà người ta phong kiến kiểu đó đó, sometimes người ta rất là crazy nha. Người ta nói là ok, bây giờ tôi ăn không được, tôi phá cho hôi nè, bây giờ làm sao? Quậy hoài luôn. Vậy á hả? Theo quậy hoài luôn thì giờ sao giờ, thì cái đó em là người trong cuộc ha, thì em phải coi là cái mấu chốt này bây giờ bản thân em này, em phải giải quyết như thế nào trước đã.
Còn anh chị là anh chị chỉ đưa ra cho em những cái lời khuyên, những cái ý kiến sáng suốt. Chứ anh chị không có là khuyên em bỏ người này hoặc bỏ người kia, đi theo người này hoặc đi theo người kia. Mà anh chị chỉ ra cho em những cái mà sáng suốt nhất thôi. Ok. Và cái điều quan trọng nữa là em phải chắc chắn rằng một điều, liệu cái người sau đã chắc chắn với mình chưa, hay là giống như lời hứa 5 năm về trước nữa, đúng không? Mình phải rõ ràng là anh ta đủ, có đủ cũng như có thể là chắc chắn là anh ta đang không có vợ. Tại vì mới biết gặp lại mà, mình đâu có biết là anh ta đang hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh ta có vợ sao anh ta dám kêu là đi theo anh, bỏ hết đi theo anh? Có thể là tự nhiên cái tình cảm nó bộc phát, nó nói là những cái lời hứa hẹn giống như là 5 năm về trước nữa thì sao? Anh nói giống vậy không? Chắc chắn là không rồi. Cho nên là em phải xác định lại một cái thứ nhất, con tim mình muốn gì, hiểu gì và đang làm sẽ làm cái gì. Và cái thứ hai là nghĩ tới con cái nha. Và cái thứ ba là mình phải chắc chắn rằng anh ta, cái người đến sau của mình, có thật sự còn tình cảm với mình hay không, thật sự giống như những gì anh ta đã nói, đã hứa hay không nha. Cảm ơn Mỹ Vân rất là nhiều và chúc em luôn sẽ tìm cho mình niềm vui và cái hạnh phúc nha, trong cuộc sống sau này của em sắp tới nữa nha. Và tất cả những gì mà em có muốn hỏi chị nhắc lại một lần nữa nha. Cái email và số phone nó nằm ở dưới màn hình, nó chạy dưới màn hình, thì em có thể gọi vô bất cứ giờ nào hoặc email chị bất cứ giờ nào. Chị sẽ giải thích cho em tất cả mọi chuyện mà em có thể hỏi của chị về luật pháp ở đây và về những cái vấn đề mà em cần làm sắp tới nha. Thấm BB và Hoàng Anh cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng chương trình. Và Hoàng Anh xin chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng thăng hoa trong tình yêu. Và cũng xin được gửi lời chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Khi đến Little Sài Gòn để vui chơi và cần chỗ nghỉ ngơi, không muốn làm phiền đến bạn bè và cũng không muốn ai phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của mình, Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu đến với các bạn khách sạn Ramada Plaza gần khu Little Sài Gòn. Khách sạn có 116 phòng, đã được tân trang toàn bộ với chi phí hơn 2 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, khách sạn còn có hồ bơi, jacuzzi, nơi tập thể dục thể thao, nơi cho mướn xe, khu shopping, phòng dành cho hội họp, cũng như nhà hàng, ăn uống và ban đêm có nơi ca nhạc giải trí. Quý khách muốn đặt phòng, xin vui lòng gọi số 714-534-1818 hoặc vào website ramadaplaza-anaheim.net. Khách sạn Ramada Plaza do người Việt Nam làm chủ. Các bạn ơi, không ai hiểu người Việt bằng người Việt, cho nên các bạn cứ việc vui chơi. Còn cái nơi nghỉ ngơi, hãy để cho khách sạn Ramada Plaza take care cho bạn.